Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Nếu có một câu hỏi dành cho mấy bạn, đã bao lâu rồi các bạn chưa vào trong Mini World? 2 năm. 2 năm rồi hả? Trời ơi, Sammy đã 2 năm rồi chưa vào Mini World bạn ơi, ghê gì đúng hả? Và ngày hôm nay mình và Sammy, hai đứa mình sẽ quay trở lại Mini World. Và ngày hôm nay mình có một cái thông báo này rất là quan trọng dành cho những bạn fan của Mini World và fan của Hero Team nè. Đó chính là Hero Team bọn mình sẽ quay trở lại và quay nhiều video về Mini World hơn cho các bạn xem. Có nghĩa là bọn mình sẽ không chỉ chơi Minecraft mà bọn mình sẽ còn chơi thêm cả Mini World nữa nha các bạn nha. Và nếu như bạn nào muốn Hero Team bọn mình chơi Mini World, hãy nhấn nút like cái video này. Đạt được 10.000 like, Hero Team sẽ quay trở lại, ok? Được không? Đặt cái nút like nha bạn. Đúng rồi, đập nát cái nút like nha bạn. Rồi ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu review Mini World nào. Let's go. Rồi, và mình mới vừa đăng nhập vào lại trong Mini World các bạn ạ. Thì như các bạn đang nhìn thấy Mini World trên màn hình của chúng ta đây, nó vẫn đẹp, nó vẫn dễ thương như ngày nào, thậm chí nó còn có nhiều thứ mới hơn nữa. Và ngày hôm nay mình với Sammy sẽ vào để review thử coi nó có cái gì mới nha các bạn nha. Sammy bữa giờ chắc cũng không vô Mini World đâu ha. Sao? Mấy năm trời rồi. 2 năm rồi. Ok rồi. Đầu tiên á, chúng ta sẽ vào trong đây xem thì mấy bạn nhìn nè, hiện tại mình vẫn còn đang ở tận 9.000 tiền các bạn ơi. 9.000 xu lận á nha, hơi bị nhiều luôn á. Ủa, ngày xưa tôi cũng đã từng là một đại gia ở trong Mini World nha. Hơi bị xịn. Ok, bây giờ tôi sẽ vô trong phần tiệm nè. Và mình sẽ xem thử coi cái phần skin dạo gần đây nó có skin gì mới không nha các bạn. Ok, skin á thì ở đây chúng ta có một cái skin gì đây. Ngầu vậy, ngầu dễ sợ luôn á. Wow, nhìn đúng ngầu luôn các bạn, nhìn y hệt như là Eco ở trong game Liên Minh Huyền Thoại luôn nha. Nhìn hơi bị xịn luôn. Ok, boy đường phố. Còn ở đây thì chúng ta có một cái skin của robot các bạn ạ. Ngầu. Ở chỗ này có cái nút để cho chúng ta xem nó biến thành xe luôn nè các bạn. Tính ra ngày xưa nha, mà có cái skin robot này là hơi bị hot luôn nha. Ngày xưa ông nào nhìn mấy cái skin robot này cũng thèm nhảy nước miếng hết trơn á. Trong đó có tôi, nhưng mà tôi hay giấu quỷ đen mua skin đó, cho nên là có nhiều skin xịn lắm. Ok, nói chung là Mini World dạo đây là update khá là nhiều skin các bạn ạ. Và có rất là nhiều skin xịn luôn. Uầy, tôi đang có tận 9.000 xu rồi, tôi tha hồ tôi mua skin luôn các bạn. Ui, skin bé rồng dễ thương vậy. Wow, đáng yêu dễ sợ luôn các bạn. Oh my god. Wow, skin này hơi bị dễ thương luôn các bạn. Hơi bị đáng yêu luôn nha. Được, 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 được đó, được đó. Tôi nghĩ tôi sẽ mua skin này luôn à, mua luôn. Đại gia Mini World có khác, ok. Trời ơi, gắt dễ sợ. Thích là mua hà. Thích là mua thôi, sợ gì nữa. Ok rồi, tiếp nha. Ở chỗ này là mấy cái skin này nè. Bây giờ mình sẽ vô trong xem thử cái phần skin này đi. Skin này là cái phần skin mà chúng ta có thể tự custom nè. Nhớ quá à. Nhớ không? Nhớ. Tính ra nếu như bạn nào mà đã xem video Mini World của mình từ ngày xưa thì chắc chắn bạn cũng biết đây chính là cái skin của mình ngày xưa ấy. Ngay là cái skin mà phải nói là ngày xưa là tôi với lại Dịch nè là skin cặp luôn á, hiểu không? Còn khá giống nhau á bạn ơi. Y chang nhau luôn, khá giống gì nữa. Đấy, nhưng mà có cái này đặc biệt các bạn biết là gì không? Đây, nhìn đằng sau lưng của nó nè, con gấu bông. Skin của Sammy cũng có con gấu bông đúng không? Hình như là ổng ba có bông tại vì là bắt cặp với tôi hay sao đúng không? Đúng rồi, ngày xưa là Sammy là có con gấu bông cho nên là mình cũng mang chung với Sam luôn cho thành một cái có một cái gì đó nó hơi cặp đôi xíu đó, kiểu thế. Đấy. Ok, từ để tôi tìm lại cái nick của Sam ngày xưa, tôi coi lại cái skin của Sam coi. Đây, nick của Sam ngày xưa nè, để xem thử nha. Ủa, khoan, từ cái gì đây? Phong Cận ơi, sao muốn mua iPhone 12 và 20 cây vàng? Ai biết đâu, cái này tôi bị hack á. À, rồi. Đúng rồi, ngày xưa là Hero Team có cái trò là hay hack vào trong nick của nhau, sau đó ghi tầm bậy bạ vô phá nhau á bạn. Cái avatar của Sam nhìn buồn cười thật sự luôn á. Đây thì skin của Sam cũng có cái con gấu sau lưng nha các bạn nha. Đấy, con gấu sau lưng y hệt như mình luôn. Tôi thấy cái gì đó hơi lò. Đó, thấy không? Tôi biết ngay mà. Cái này chắc chắn là ông Dịch luôn. Phong Cận hôi chân xấu xí nhất hành tinh thế giới điện ảnh. Ha ha ha. Cái này chắc chắn là ông Dịch luôn các bạn. Ngày xưa là ông Dịch, ông hay có cái trò ông vô nít người ta sống phá như thế này nè, thiệt sự luôn á trời. Nếu như bạn nào mà xem Facebook của Sammy, chắc bạn cũng biết là Sammy hiện tại đang bị cảm á các bạn, cho nên là giọng của Sam sẽ hơi khó nghe, xin mấy bạn thông cảm cho mình nha. Ok. Sao không?
Sao không? Sao hả? Sao hả? Ơi, cái mũi đỏ luôn rồi. Rồi, ở trong cái phần skin custom á thì chúng ta sẽ xem thử phần tóc coi. Đây, ngày xưa á nha, là cái tóc của tôi, tính ra cái tóc của tôi á Sam, là cái tóc ngày xưa là hơi bị cổ luôn á. Là một trong những cái tóc đầu tiên của Mini World luôn nha, cái tóc này nè. Ồ, đầu tiên luôn hả? Đúng rồi. Kéo xuống đúng không đi? Đây, kéo xuống tận bên dưới cho bà coi nè. Đây, nó là skin, nó là cái tóc này nè. Đó, nó là một trong những cái tóc mà ngày xưa hơi bị hiếm ngày xưa luôn á, ok. Và sau đó dần dần tăng lên từ từ để mình xem với coi. Skin bây giờ nó đẹp hơn ngày xưa nhiều. Màu mè hơn giữa bạn nhìn giờ tóc nha. Mấy bạn coi nè, tóc bây giờ là nó có thêm cả cái tai mèo, cái kiểu nữa, trời ơi, nãy không đó. Kéo xuống đi, thấy cái gì đây? Màu mè. Đây nè. Sao tiên tôi đổi cái tóc này vô nhìn nhìn tôi mắc cười nha. Đây đây đây, tóc này nè, tôi thấy có nhiều tóc màu mè lắm, nhìn nè. Đâu? Đây. Trời ơi. Cái tóc này giống như kiểu nó nặng mấy chục ký luôn các bạn. Trời ơi, trên đầu là giảm cân luôn á nha. Đây là còn tóc nữa nè. Ê, sao nhìn tôi dễ thương quá vậy? Nhìn tôi hơi bị dễ thương luôn á, đáng yêu thật sự. Ôi, lâu lắm rồi mới quay lại Mini World, nhìn nhớ thật sự các bạn. Ngày xưa nha, là mấy cái tóc như thế này nè, là những cái tóc rất là đơn giản ngày xưa thôi. Nhìn này thấy không, nhìn nó rất là đơn giản thôi. Còn bây giờ á, nó trở thành những cái tóc cực kỳ xịn hơn rồi. Ui, tính ra nha, bà có nhớ cái đầu này, đầu của ai không? Ngựa mặt ngu. Đúng rồi, ngựa mặt ngu nha các bạn nha. Ngày xưa là hơi bị nhiều bạn là fan của ngựa mặt ngu á. Bạn nào fan của ngựa mặt ngu comment xuống bên dưới nha. Ở tính ra ngựa mặt ngu vậy cũng có fan nhiều lắm á nha. Đừng có đùa. Đừng có đùa, ok. Đấy, bây giờ thì tóc nhìn nó màu mè quá, ok. Rồi, còn cái phần mà khuôn mặt nè, thì ngày xưa thì khuôn mặt nó cũng rất là đơn giản. Còn bây giờ thì nó có được những cái HD hơn như thế này các bạn. Đó, nhìn đôi mắt nó kiểu HD hơn, nhìn nó kiểu đẹp hơn. Uầy, Hero Team mà bây giờ mà quay trở lại làm Mini World là tha hồ mà có skin mà chọn để dùng luôn á, ok. Rồi có mặt nã nè, mặt nã ngày... Ôi, tính ra mặt nã cũng không nhiều lắm ha, cũng không nhiều lắm. Có nhiều mà. Cái kính nó nhìn dễ thương vậy. Được, tôi sẽ mua cái kính này. Trời ơi, mình thích thì mình mua hay sao ơi, có gì đâu. Ok, và chỗ này nó có thêm mấy cái mắt kính kiểu siêu nhân như thế này nữa các bạn. Ôi, tôi là Phong Cận mà vô đây nhiều mấy cái mắt kính như thế này tôi hơi bị thích nha. Ôi, có mặt nạ đó nè, mặt nạ của bác sĩ nè. Ok. Ủa, khoan, là cái gì đây? Giống cơ Ấn Độ. Ok. Ôi, có cái mũi con bò đó nè, dễ thương thiệt sự luôn á. Nói chung là bây giờ là rất là dễ thương hơn, nhiều thứ đẹp nữa. Ok, bây giờ chuyển vào phần áo nè. Áo mới nhiều nè, đây. Áo mới nhiều nè, đây. Wow, ngày xưa mà ai mà có được mấy cái skin gọi là bình thường thôi là cũng đã là VIP lắm rồi. Còn bây giờ mà ai mà sở hữu được mấy cái bộ đồ như thế này thì thôi, đẹp nhất server luôn các bạn ơi. Tính ra nha, ngày xưa Sam là nó có mấy cái bộ đồ thế này nè. Đây đây đây, từ từ để mình lướt xuống cho bạn xem. Đây, ngày xưa bạn là mình là nhà nghèo, mình đâu có tiền đâu. Lúc đó mình không có tiền cho nên là mình hay dùng mấy skin như thế này nè. Ví dụ cái áo này, áo đá banh, đúng rồi, áo đá banh nè. Rồi hoặc là mấy cái áo vest như thế này nè, là ngày xưa giá rẻ lắm mà cũng tính ra nhìn nó không đẹp như ngày xưa. Ngày xưa nhìn đẹp lắm luôn các bạn, còn bây giờ nhìn nó kiểu bị bình thường á, không có đẹp như ngày xưa nữa. Cũng đúng, tại vì bây giờ nhiều mấy cái skin đẹp hiện ra quá nè. Đây hết là cái này là skin phi hành gia nữa bạn, quá trời xịn luôn. Wow. Ủa sao đầu chọc rồi? Ôi, ui, có skin này, cái này cương thi nữa bạn, ok, quá trời đẹp luôn. Wow, cái gì đây? Wow, người nước hả? Giống kiểu người nước các bạn. Wow, được quá ta. Ui, cái này đang bắt cặp đi. Ôi Sam ơi, cái skin này đẹp quá nè. Bây giờ nha, Phong sẽ cố gắng mua được skin màu xanh, còn Sam mua skin màu hồng đi, hai đứa mình mặc cặp luôn. Ok. Đẹp quá là đẹp luôn bạn ơi, hơi bị xịn. Ui, skin này chất thiệt sự, mang vòng vàng đồ nữa nè. Cái này đẹp quá tôi mua cái này cơ. Cái này hả? Cái này đó. Wow. Tính ra là bây giờ nhìn skin á, nhìn mê thiệt sự luôn á trời. Rồi, còn ở bên phần tay thì bây giờ nó có thêm cả mấy cái gậy selfie, cái kiểu đó các bạn đó, cầm để selfie nha. Selfie, tại sao lại là selfie? Là tại vì tôi mập cho nên tôi bị phì đó, nên ta gọi là selfie đó. Ok. Rồi, ở trên, ui, cá heo nè. Cá mập. Cá heo. Chị vô. Nè. Cái gì? Rối tay cá mập trắng. Ủa đâu, cái này là cá heo chứ. Nhìn nó giống cá heo nha. Ui, nhưng mà đeo nó vô cái tay này nhìn đẹp ghê luôn. Ủa mà nó có công dụng gì không ta? Thế là cho đẹp thôi, nhìn giống cái đồng hồ siêu nhân nha. Giống cái đồng hồ siêu nhân, tôi biến thành cá heo á bạn, biến thành siêu nhân cá heo á, ok. Ở bên này thì có thêm mấy cái chậu hoa để chúng ta cầm ở trên tay nữa nè, rồi máy ảnh nè. Ồ, nhiều thứ thật sự luôn á. Ôi, có cá vàng nữa nè. Ôi, có ly trà sữa nữa nè. Sao Phòng ơi, sao muốn uống đất tu ạ?
sao mình nghe giọng của Sam mắc cười á bạn, kiểu giọng kiểu Sam đang bị ngạt mũi á, nghe cái giọng của Sam nghe mắc cười thật sự luôn á. Nói chung là bây giờ là cái gì nó cũng xịn hơn ngày xưa hết các bạn ạ. Rồi quần coi cái quần, cái quần nó có gì mới không, nó cũng như là áo thôi, nó cũng có rất là nhiều những cái đồ đẹp mới á, kiểu vậy, màu mè hơn. Rồi ok, nói chung là thôi, riêng cái phần mà mini world bây giờ thì quá là xịn rồi, khác cái ngày xưa rồi, giờ là cái gì cũng đẹp. Giờ chỉ có tiền thôi, có tiền thôi, có làm gì làm đó. Đúng rồi, bây giờ quan trọng là phải có tiền thôi. Ui cái cánh này đẹp quá vậy, nhìn đẹp ngầu thật sự luôn á. Wow, có nhiều thứ để mình đeo lưng. Ui, cái này đẹp vậy. Wow, cái này đẹp dữ sợ trời. Nhìn có mấy con, cái con ma nó bay xung quanh người mình nè, đẹp thật sự luôn á, mà nhìn dễ thương nữa. Có đuôi hổ nè, rồi ba lô hổ kiểu nè. Ok, nói chung là về phần skin, theo như bọn mình thấy thì bây giờ nó đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều luôn. Và tất nhiên là phải có tiền thì mới mua được. Mình đã có quỷ đen rồi, mình sẽ mua cho mấy bạn xem nhé. Ok. Rồi, chúng ta đã xem xong phần skin, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua xem thử xem ở trong game nó có cái gì mới các bạn nha. Vào phòng thử nè. Rồi, ok, bây giờ thì mình với Sammy sẽ vào trong làng Hero Team để xem thử coi làng của chúng ta dạo gần đây có gì khác không nha các bạn nha. Ok. Vô nào. Rồi. Ui, vẫn là ngôi làng ngày nào của chúng ta. Nhớ quá mấy bạn ơi, ngôi làng ngày nào, nhà của tôi nè, đó sau lưng nhà tôi là nhà Siro nè, bên này là ngân hàng nè, đây là nhà của Dịch nè, đó nhà của Simmy, nhà của Mimi, rồi bên này là chung cư của Hero Team mấy bạn ạ. À. Oh my god, còn nè nhà của Camui nè, ngày xưa có nhiều bạn hay kêu nhà Camui nhìn xấu á bạn. Nâng cấp rồi. Nhưng mà giờ là nâng cấp rồi nha. Rồi để tôi đi ra ngoài coi, tôi có một cái này nè. Mấy bạn biết không? Ngày xưa là bọn tôi quay mini world rất là nhiều. Chính vì như vậy, trước khi mà bọn tôi chuyển qua bên Minecraft để chơi Minecraft và không vào lại mini world nữa thì tôi có một cái căn hầm kỷ niệm. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây, không biết giờ nó còn hay không thôi. Đây để mình vô trong nhà nè. Đó, đây là nhà của tôi. Thì bạn nào mà xem nhà của tôi ngày xưa thì chắc bạn cũng biết là nhà của tôi có một cái căn hầm bí mật ở trong toilet. Đây, một cái căn hầm bí mật ở trong toilet nha các bạn nha. Sao mới nhớ không? Đó. Đây, và đây chính là căn hầm bí mật của tôi ngày xưa say xấu thiệt sự luôn trời. Đó. Ở đây, bên trong này. Có thể là bây giờ nhiều bạn tải cái map làng Hero Team này ở trên Mini World, bạn sẽ không thấy căn hầm này đâu. Nhưng mà bây giờ á thì bạn xem đây, đây. Cái hầm này của mình á thì mình có để những cái skin của mọi người bên dưới đây nè, như là một cái kỷ niệm của mình với lại mọi người á anh em. Nhưng mà khoan tự nó hơi thiếu thiếu gì đó không sao. Thiếu Siro. Trời ơi. Ở đây có 7 người à, còn thiếu Siro các bạn ơi. Oh my god. Chắc là do là cái skin của Siro bị lỗi các bạn, chứ bị biến mất rồi, chứ ngày xưa mình để đủ 8 thành viên nha. Ok. Ở bên này á thì là một cái rương. Và trong cái rương này, wow, nhớ thật sự luôn. Sammy nhớ này là gì không? Cái này là cái đồ mà ông hay gì ta, hay không biết nữa. What? Nói cho đã sao mà không biết nữa. Vậy đó. Đây chính là những cái vũ khí mà mình đã sử dụng để quay ở trong cái series gì. Mấy bạn nào nhớ không? Bạn nào nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Đấy. Thì cái series đó là một cái series mà rất là nhiều bạn fan thích luôn. Và đây chính là những cái vũ khí của bọn mình nè. Đấy, ok. Đấy, rồi ra bên ngoài đi. Nói chung là trong đây là những cái chỗ mà lưu là kỷ niệm của bọn mình. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái phần vật phẩm lên nè để xem coi nó có gì mới nha các bạn nha. Wow, bây giờ nó có quá trời các loại đồ ăn luôn các bạn ơi. Nào là chuối nè, rồi đào nè, rồi có gì quả ốc chó nữa hả? Trời ơi. Rồi thịt bò, thịt heo, rồi tùm lum tùm la nhiều thứ mới. Ui có pizza nữa nè. What? Ngày xưa là đồ ăn ít lắm nha, bây giờ là có thêm cả pizza nữa. Wow. Rồi có thêm cả hủ tiếu và mì nữa, kiểu nữa hơi bị xịn. Ok, từ để tôi xem coi cái pizza đặt ra được không. Ô, trời ơi xịn. À, trời ơi, hơi bị đỉnh luôn. Ngày xưa là đồ ăn ít lắm, bây giờ nhiều thứ đồ ăn mới à. Cái gì đây, có quả gì đây? Quả này quả gì à? Gậy hình... gậy huỳnh quang hả? Gậy huỳnh quang là gậy gì ta? Từ để mình lấy ra thử coi. Quả, quả Zulubu hả? Zulubu là quả gì ta? Quả khoai lang đó nè. Simmy thích cái này. À, có khoai lang nữa nha, ok. Để mình lấy ra xem thử nè. Đây là trái thơm. Ui, thôi đời, trái thơm chọi hả? Nó là chim bông. À không, cái trái thơm này chọi ra lửa được. Wow. Trời vậy. Ui nhiều thứ mới thật sự. Còn cái này là gì đây? Cái quả hình quang này, quả làm gì đây? Ui sao nhìn giống quả lựu đạn vậy? Ê nó phát sáng. À nó dùng để phát sáng. À tay em đi bãi mà sợ tối quá. Đó. Wow, trời ơi. Yeah, xịn. Trời, quả này phát sáng. Còn cái quả Lusubu này nó làm gì đây? Ủa? Cái quả này nhìn nó lạ ta. Tôi nhìn nó giống cái quả dưa hấu nhưng mà hóa ra không phải dưa hấu. Dục trái ác quỷ. Ác quỷ hả? Lời đâu để ăn thử coi. Không, tôi ăn vô thấy bình thường, không có gì hết trơn. Ủa mà cái trái này dùng để làm gì vậy? Bạn nào biết comment xuống bên dưới mình biết nha. Rồi khoai lang nè, khoai lang thì chỉ có Simmy thích thôi bạn ơi. Ăn thôi chứ làm gì?
Ok rồi đó, nói chung là đây là đồ ăn thì cũng khá khá nhiều thứ đó. Và mình nghĩ rằng là bây giờ chính là lúc mà để cho Hero Team một mình tập chơi game lại từ đầu luôn các bạn. Đúng nghĩa là chơi game lại từ đầu luôn á. Giờ cái gì cũng mới hết trơn á, thiệt luôn á. Có bạn nào mà gọi là pro game này chỉ cho bọn mình đi, chứ giờ bọn mình nướp rồi. Bọn mình thật sự bọn mình nướp, bọn mình chẳng như ngày xưa nữa rồi. Ok rồi, công cụ nè, ở bên phần công cụ thì chúng ta sẽ có thêm những cái như là đồ trộn màu để vẽ tranh nè. Ui, có cả cần câu nữa. Câu gì câu vậy? Ui, mà ngày xưa có cần câu không ta? Ngày xưa trong Middle World có cần câu không ta? Câu cá, câu cá. Đâu, hình như ngày xưa Middle World đâu có cần câu đâu. Không có, bây giờ là bây giờ có cần câu rồi đó nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thêm những cái như là máy đẩy xoắn ốc nè. Đó, rồi cũng có bộ đồ ở đây, mặt nạ lặn hả? U, cái này để lặn xuống biển á hả? Wow, đồ lặn luôn, e đồ lặn nghe xịn hơn kìa. Ồ, cái đồ lặn bên này xịn hơn nè, để mình lấy thử. Chui, cái này xịn, để tôi ra ngoài biển tôi test thử coi. Rồi, ok, tôi ra ngoài biển nè, bây giờ tôi sẽ thử mặc bộ đồ này vô thử nha các bạn nha. Ok, mặc vô. Yeah. Ủa? Ủa sao mặc vô thấy không khác gì vậy? Ai biết. Nó chỉ khác có cái là cái màn hình nó tròn tròn thế này nè các bạn. Ok. Rồi để mình thử sử dụng cái máy này dùng để làm cái gì. Ủa khoan. Cái này để bắn ở bên dưới nước các bạn ạ. Wow, cái này để bắn ở dưới nước. Wow, được, xuống dưới nước mình có thể bắn được ở dưới nước các bạn. Đó, bắn. Wow. Ok, nói chung là bây giờ là có đồ lặn để mình xuống biển nữa rồi. Và để mình xem coi ngoài cái bộ đồ biển ra thì chúng ta sẽ có thêm cả cần câu nữa. Mình sẽ lấy một cái cần câu ra để tí nữa mình test thử nha. Và ở đây nó có đèn piano. Wow. Em ơn mấy cái khác đó kìa. Có cây sáo nữa nè, có cây kèn nữa nè. Đó, rồi đàn đồ cái kiểu nữa. Ở bên dưới này thì sẽ là chỗ những cái quả trứng của những con vật. Ui, bây giờ có cả tê giác hả? Bây giờ có tê giác nữa nè. Cua nè, trời ui, cá ngựa nè. Ui, cá mập nè Sam. Cá mập nè. Đây để tôi thử, tôi đặt cái đàn piano ra để mình chơi thử coi nha các bạn nha. Ok. Wow, hay nha. Bây giờ là đánh đàn được luôn nha các bạn. Hơi bị xịn. Trời ơi trời. Ok, đây để tôi bơi ra ngoài biển, tôi câu cá cho Sammy ăn nha. Đây, nhảy ra ngoài đây nè. Rồi câu cá thử coi. Ui. Ui, bây giờ trội cần câu xuống nhìn như thật vậy á. Câu. Ui. Wow, một con cá màu xanh lá cây. Ui, trời, sao nhìn giống Play Together vậy? Ừ, kiểu câu được con cá xong sẽ dơn cá lên để khoe á bạn. Wow, một con cá màu xanh lá cây, hơi bị xịn. Ok, nói chung là bây giờ nhiều thứ mới quá. Wow, con cá to dễ sợ luôn á. Có con sứa được, kiểu đó, nói chung là có nhiều nha. Ui, có con cua nè. Để mình để thử con cua ra coi. Đây, cái con cua nhìn rất là dễ thương luôn nha các bạn nha. Wow, nhìn mà nó ngon quá. Cái gì vậy bà nội? Ok. Quay clip bộ con thèm ăn đấy bạn, thấy không? Đói bụng. Rồi ok, ở chỗ này là có thêm cả con tê giác. Ủa? À, cái này là ngày xưa cài vô để quay video, cho nên bây giờ con tê giác nó biến thành cái con đó. Nói chung là bây giờ ở trong Mini World là có rất là nhiều thứ mới luôn. Và để bảo rằng là review hết cái đống này, không biết review nó bao giờ mới hết luôn bạn. Cho nên chúng ta sẽ chơi game từ từ để chúng ta tìm hiểu về nó nha các bạn nha. Ok. Wow, có mấy cái bà lóc nhìn lạ thật sự luôn nè. Ok. Nói chung là từ bây giờ á, tôi với lại Hero Team đã quay trở lại Mini World đó. Và bọn tôi sẽ bắt đầu học hỏi về cách chơi Mini World nhiều hơn. Chứ ngày... không là quên hết chơi rồi. Đúng rồi, ngày xưa từng là một trong những YouTuber đầu tiên làm về Mini World, mà bây giờ đã trở thành những người lần đầu tiên chơi lại Minecraft. Chơi lại Mini World. À lộn nhầm, chơi lại Mini World. Trời ơi, lâu quá không vô Mini World bị lú bạn à. Đấy, ok, nói chung là bọn mình sẽ học lại từ đầu cái cách chơi Mini World bạn à. Rồi, ok. Và video ngày hôm nay của mình á, ngoài cái việc là để bọn mình review để xem coi bên trong Mini World có gì mới, thì bọn mình cũng đã thông báo cho bạn biết rằng là sắp tới Hero Team bọn mình sẽ quay trở lại Mini World. Và bọn mình sẽ quay Mini World nhiều hơn cho các bạn xem. Đấy, ok. Và nếu như bạn nào muốn Hero Team quay lại Mini World, đừng quên hãy nhấn nút like cái video này. Để video đạt được 10.000 like, Hero Team sẽ quay trở lại nha các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và hãy không chờ video Mini World tiếp theo của mình nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Hả? Tôi tắt quay. Buồn ngủ à? Buồn ngủ à? Sammy bệnh rồi, tội nghiệp Sam quá bạn ơi. Tội nghiệp Sam quá. Hello team, hello team.